Nhằm gây quỹ cho chương trình hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục, tối ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại phòng trà Vans Unforgettable, 46 Phạm Ngọc Thạch, đã diễn ra đêm nhạc Lê Tuấn và bạn hữu Hạnh Phúc Trao Tay. Chương trình do Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương lai, Trung tâm Tương lai và Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với ca sĩ Lê Tuấn tổ chức. Đêm nhạc có sự tham gia của những ca sĩ một thời từng thân thiết với ca sĩ Lê Tuấn như ca sĩ Trang Mỹ Dung, nghệ sĩ Cải Lương, Phương Hồng Thủy, Phương Giao, Hạnh Nguyên, Carol Thủy, Nguyễn Quốc, ban nhạc Khắc Triệu. Họ đều là những gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn sân khấu thập niên 80. Đến với đêm nhạc, bên cạnh những khách mời là những người đã từng gắn bó với ca sĩ Lê Tuấn, còn có nhiều cặp vợ chồng đã đứng tuổi. Họ cùng với con cháu của mình đến để gặp lại những nghệ sĩ mình đã từng hâm mộ. Trong không gian ấm cúng tại phòng trà, mọi người đã có dịp lắng nghe những ca khúc sâu lắng, từng gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ để cùng nhau ôn lại kỷ niệm, cùng sống lại không khí của một thời đã qua. Đặc biệt, bên cạnh lắng nghe các bài hát, khán giả đến với đêm nhạc còn được chiêm ngưỡng tài vẽ tranh ngược của họa sĩ vẽ tranh nước Hồng Minh. Các bức vẽ được thực hiện chỉ trong thời gian ca sĩ đang biểu diễn ca khúc. Ba tác phẩm chân dung của Lê Tuấn, ca sĩ Trang Mỹ Dung, nghệ sĩ Cải Lương Phương Hồng Thủy đã được đem bán đấu giá ngay trong chương trình. Số tiền thu được đã được góp vào quỹ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục. Với mong muốn góp một phần công sức cho các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân bị xâm hại tình dục, cũng như kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề này, ca sĩ Lê Tuấn cùng với những bằng hữu của mình đã làm nên một đêm nhạc ý nghĩa. Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Lê Tuấn, người từng được xem là hoàng tử của showbiz Việt với ngoại hình và gương mặt điển trai. Nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chàng ca sĩ có chiếc răng khểnh hát cùng Thủy Tiên bài Mong đợi ngậm ngùi. Sau một thời gian quy ẩn, anh đã trở lại trong một chương trình từ thiện ý nghĩa. Thật ra thì cái lý do cũng rất là đơn giản là từ trái tim đến trái tim mình thôi. Lê Tuấn khi nghe ban tổ chức muốn làm một cái live show cho Lê Tuấn mà để gây quỹ hỗ trợ cho các trẻ em bị xâm hại tình dục thì Lê Tuấn đã nhận lời ngay và cảm thấy rất là có động lực, rất là phấn khởi để mà thực hiện cái chương trình này. Lê Tuấn đã cảm ơn tất cả mọi người khán giả đã đón nhận chương trình này và đón nhận Lê Tuấn trở lại chính thức với lại sân khấu ca nhạc.